Hello, hello Vanessa, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại MV Family Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay 29 Tây tháng 10, Vanessa xin chia sẻ một số những cái nội dung cụ thể như sau. Tại vì cái thông tin này Vanessa đã chia sẻ ở kênh Cùng Nhau Làm Giàu Get Rich Together đó quý vị. Nhưng mà hầu như là quý vị nhắn tin hỏi Vanessa là quý vị không có hiểu tiếng Anh á. Thành ra hôm nay Vanessa sẽ dịch lại cho quý vị nha. Cái đường link mà biểu đồ Vanessa đã đưa ra cho quý vị ở 50 tiểu bang sẽ được hưởng cái tiền thất nghiệp mà UI, PUC hay là FedID, những cái chương trình của các tiểu bang đó quý vị. Và EB là cái chương trình 13 tuần của liên bang mà vừa rồi họ vừa mới đưa ra đó, thì rất nhiều quý vị anh chị em không có biết là tiểu bang mình như thế nào và cụ thể ra sao, được nhận bao nhiêu, gia hạn bao nhiêu tuần. Thì Vanessa để ở trong cái đường link đó rồi, nhưng hầu như là hình như anh chị em không có đọc, không có hiểu lắm hay sao, thì hôm nay em sẽ review lại một lần nữa cho quý vị nha, để cụ thể xem quý vị biết là quý vị có được nhận thêm 13 tuần EB hay không, hay là những cái tiểu bang nào quý vị được bao nhiêu tuần. Còn về những cái thông tin của tiểu bang được 375 đồng là tiểu bang nào và California có được hay không thì Vanessa sẽ chia sẻ cho quý vị, vì rất nhiều quý vị hỏi Vanessa và một số tiểu bang khác các quý vị cũng có hỏi Vanessa, Vanessa sẽ trả lời trong cái video này luôn. Và có 3 tiểu bang họ làm cái chương trình là nâng cao cái số tiền thất nghiệp, gọi là tiền thất nghiệp cơ bản, từ 100 đồng trở lên thì sẽ được hưởng cái tiền phi mà 300 đó quý vị. Thì đã có 3 tiểu bang họ thực hiện cái chương trình này, thì Vanessa sẽ chia sẻ với quý vị là 3 tiểu bang nào và được nhận luôn 300 và được retroactive lại cái thời gian quý vị từ hồi 25 tháng 7 và một số tiểu bang là 31 tháng 7 quý vị hết cái tiền 600 á, thì họ sẽ quay lại từ những cái thời gian đó và tổng cộng là 6 tuần và được 1.800. Thì Vanessa sẽ chia sẻ cho quý vị trong cái video này luôn. Và còn một số thông tin của tiểu bang California về tiền thất nghiệp và những ai chưa được 300-400 Vanessa cũng xin chia sẻ luôn quý vị nhá. Thì trong đây trước khi vào chia sẻ về 50 tiểu bang về các cái tuần thất nghiệp thì Vanessa xin chia sẻ với quý vị về cái câu hỏi hôm nay mới nhất của bên EDD họ đưa ra. Tại vì bây giờ họ đưa ra một cái mẫu mới để khi quý vị làm mở cái hồ sơ để xin thất nghiệp á. Tại vì cái tuần vừa rồi thì thất nghiệp mặc dù ít hơn so với cái tuần trước khoảng độ một chút, nhưng cái tỷ lệ họ vẫn còn rất là cao, cũng gần 700.000 đơn xin thất nghiệp mới. Thành ra là những cái người xin thất nghiệp mới này họ băn khoăn. Họ nói là họ có những cái câu hỏi đồng loạt là họ không có biết là họ có được ở cái diện PUA hay là họ ở cái diện UI. Thì bây giờ ở bên sở EDD hôm nay họ đưa ra cái câu trả lời cho quý vị là tất cả quý vị khi mà mở một cái hồ sơ á, thì tất cả cái câu hỏi bây giờ nó sẽ không có như ngày xưa nữa, mà nó sẽ là the same basic question. Có nghĩa là kể cả quý vị làm hồ sơ UI online hay là hồ sơ PUA thì cái nội dung của cái câu hỏi nó đều same, nó đều giống nhau đó quý vị. Và ở cái phần họ sẽ dựa vào cái phần Way Info Report và họ sẽ đưa ra cái quyết định để họ xem xét hồ sơ của quý vị, cái quá trình xem xét cái hồ sơ của quý vị và cái income của quý vị và toàn bộ những cái nội dung hồ sơ của quý vị, thì họ sẽ đưa ra cái quyết định cho quý vị là quý vị thuộc UI hay là thuộc PUA. Nên là quý vị yên tâm nha, họ sẽ rà soát và họ sẽ đưa ra cái quyết định. Thì đấy là cái thứ nhất, phần mới nhất của EDD hôm nay họ đưa ra. Trời ơi, con nhà em nó lại gào rồi. Thì đọc đến cái chỗ nào rồi? Trời ơi, chắc là đến cái chỗ gạch chữ đây. Thì chúng ta, những ai mà mở hồ sơ mới của tiểu bang California thì chúng ta yên tâm nha. Tại vì quý vị thường là bây giờ mở lại á, thì quý vị họ sẽ không có lo là quý vị sẽ bị nhầm. Tại vì hôm trước cũng có em hỏi Vanessa bây giờ mình xin cái chương trình PUA nhưng mà khi mà điền đơn thì lại ghi là UI, thì em đấy cũng yên tâm, họ sẽ tự động chuyển cho mình nên là không có lo là mình điền những cái đấy nó có sai hay không, thì họ sẽ là cái người tự động họ chọn cái chương trình cho mình. Đó, thì đây là cái thông tin mới nhất của ngày hôm nay, ngày 29 tháng 10 quý vị nha, của em sở EDD. Thì quý vị có thể vào cái trang web như thế này để quý vị xem chi tiết, nó có cả tiếng Việt luôn đó. Đó, thì còn phần thứ hai thì Vanessa sẽ đi vào 50 cái tiểu bang cho quý vị cùng xem. Thì
Cái biểu đồ Vanessa nghĩ là nó rất dễ hiểu à, nhưng em cũng không hiểu sao là chắc là tại quý vị không không để ý chi tiết ở bên trong á, quý vị phải kéo xuống bên dưới cơ. Thì nó có đầy đủ hết là những cái tiểu bang nào mà ở cái mức thấp dưới 52 tuần là có 12 tiểu bang, là bao gồm South Carolina này, Alabama này, Arkansas này, Missouri này, Idaho này, Utah này, Wyoming này, South Dakota này, North Dakota này, Nebraska này, North Carolina này. Đó là 12 cái tiểu bang mà họ có cái mức cái mức thất nghiệp nó ở dưới cái mức độ thấp của quý vị, thì họ sẽ được bao nhiêu tuần thì ban sàn sẽ sâu ở trong cái biểu đồ bên trong cho quý vị. Còn lại 13 tiểu bang là sẽ được tối đa 59 tuần là ở cái mức thất nghiệp, người ta ghi cái chữ là SUP là cái mức quá cao á, thì nó có 13 tiểu bang: Alaska, California, Connecticut, Delaware, Illinois, Minnesota, Nevada, New Jersey, New York, Ohio, Oregon, Rhode Island and Washington. Washington là đủ 13 tiểu bang. Thì họ ghi chữ là in a hub, có nghĩa là cái tỷ lệ thất nghiệp của 13 cái tiểu bang này rất là cao. Còn lại 25 tiểu bang còn lại là sẽ được hạn 52 tuần. Thì bây giờ Vanessa sẽ vào cái biểu đồ cho quý vị cùng xem nhé. Thì em cũng không hiểu là tại sao cái phần biểu đồ này quý vị lại không có hiểu á. Thành ra đây là những họ nói là cái regular đó, nó chưa có cái 13 tuần của cái chương trình PUC, chương trình gọi là gia hạn thêm cho thời kỳ Covid-19, thì nó có 13 tuần này cộng thêm với 13 tuần ở trong những cái phần này. Còn cái cột này là cái cột những cái người đánh giá những cái phần trăm, thì tiểu bang nào mà nằm ở cái phần trăm thấp á, ví dụ như là Idaho này, nó có cái 5,1% thôi này, thất nghiệp thấp này, thì cái tỷ lệ cái tuần của họ cũng được rất là ít, cái tuần của họ chỉ được 22 tuần thôi, và sau khi cộng với 13 tuần thì họ sẽ được là 35 tuần. Thì ví dụ đây là một trong 10 10 12 cái tiểu bang mà bị cái tỷ lệ được cái tỷ lệ thất nghiệp ở tiểu bang đó là thấp quý vị nha. Thì họ sẽ cộng thêm với 13 là sẽ thành 35. Tất cả các cái tiểu bang này thì đều cộng thêm với 13 thì chúng ta sẽ biết được là tiểu bang nào là được 59, tiểu bang nào 52, và tiểu bang nào là ở dưới cái mức 52, là dưới mức thấp. Ví dụ như Florida cũng vậy. Florida thì họ sẽ có cái chương trình 12 tuần là cái tuần gốc của họ rồi, và họ được cộng thêm 6 tuần chương trình mở rộng của EB. Còn lại 13 tuần này là 13 tuần mà của đại dịch mở rộng gia hạn của đại dịch Covid-19, là tất cả các cái tiểu bang đều được cộng 13 cái tuần này. Thì sau khi cộng 13 cái tuần này vào thì tiểu bang Florida sẽ được là 31 tuần đó quý vị. Đó thì đây là cái trường hợp mà để giải thích như vậy. Thì còn trong cái ô thứ nhất này, quý vị hãy nhìn lên để xem tiểu bang của mình là những tiểu bang nào được 52 tuần. Thì vừa rồi Vanessa đã đọc những tiểu bang được dưới 52 tuần và tiểu bang 59 tuần rồi. Thì bây giờ Vanessa sẽ đọc lại những cái tiểu bang được 52 tuần quý vị nha. 52 tuần ví dụ như là Arizona này là có 26 cộng 13 cộng tiếp với 13 nữa là thành 52 này. Và tiếp theo là cứ cái tiểu bang nào mà quý vị nhìn không phải là cái đuôi 20 này nha, mà tất cả đều là cái đuôi 13 này, thì đều là 52 tuần hết. Colorado cũng 52 này. Rồi thì thủ phủ Washington DC cũng 52 này. Rồi Châu Trà cũng 52 này. Rồi Hawaii cũng 52 tuần này. Rồi Indiana cũng 52 tuần này. Rồi Iowa cũng 52 tuần này. Kansas cũng 52 tuần này, Kentucky cũng 52 tuần. Đó, đó là những tiểu bang 52 này. Trời ơi, con thì em nó lại gào rồi. Đó, em lại đọc đến chỗ nào rồi. Trời ơi. Xin lỗi cả nhà, em làm cái video nó bị gián đoạn từ nãy giờ không biết là mấy lần ngắt quãng rồi. Đó. Con em nó lại gọi tiếp rồi. Ôi đến chết mất là YouTube. Tiếp theo những cái tiểu bang tiếp theo này quý vị này, cũng chúng ta cũng đều cộng thêm 13 tuần này. Arkansas thì có 52 tuần là có Michigan này, Massachusetts này, Maryland này, Maine này, Louisiana này,
phải em đọc đến cái chỗ nào rồi đây? À, chắc đến cái nốt gạch đỏ đỏ kia rồi. Thì cứ tiểu bang nào mà chúng ta nhìn thấy là đuôi 20 như thế này thì là tiểu bang đó được 59, còn đuôi 13 như thế này là tiểu bang đó được 52. Cứ đuôi 13 như thế này là 52 nha quý vị nha. Đó, cái đuôi mà nó 12, 13 này, còn cái đuôi mà nó có cái 20 như thế này thì là 59. Thì 59 thì ban giám khảo cũng đã đọc hết cho quý vị rồi. Bây giờ em chỉ đọc những cái đuôi 12 cho quý vị thôi. À, đuôi 52 cho quý vị thôi. Mississippi cũng được 52 tuần này. Missouri thì là ở mức thấp rồi, thì chỉ có 33 tuần thôi, cộng với 13 là 33 tuần này. Tiếp Montana cũng được 52 này. Nebraska thì cũng thuộc cái mức dưới 52 tuần, là mức thấp đó quý vị, được có 4.1% mức thấp ở cái tiểu bang của họ, nên là họ cũng chỉ được tổng cộng 39 tuần thôi. Còn Nevada thì 59 rồi này. New Hampshire cũng được 52 luôn này. New Jersey 59 rồi này. New Mexico cũng 52 này. Đó là những cái tiểu bang 52. Xem còn tiểu bang nào 52 nữa nào. New York 59 này. Ồ, North Carolina là 31 này. North Dakota là 26 cộng với 13 là 39 này. Tiếp theo trong bên này thì chỉ có Oklahoma là được 52 tuần thôi này, với Pennsylvania 52 này và Puerto Rico 52 này. Đó, còn lại là South Carolina là 30 cộng 13 là 43. Tiểu bang South Carolina thì được 43 này, 43 tuần này. Và South Dakota thì được 39 này. Đó, còn lại là North Dakota cũng được 39 này. 26 cộng 13 là 39 này. Còn lại những cái tiểu bang 59 thì Vanessa đã viết hết ra bên cạnh và vừa Vanessa đọc rồi. Thôi em không đọc dài quá. Tiếp theo Tennessee cũng được 52 này. Tennessee cũng được 52 này. Texas 52 này. Utah thì chỉ được 39 thôi. 26 cộng với 13 là 39. Vermont là 26 cộng 13 và Vermont cũng là 52 luôn này. Virgin Island 52 này. Virginia 52 này. Washington thì 59 rồi này. West Virginia cũng 52 tuần này. Wisconsin cũng 52 tuần này. Wyoming thì được 39 thôi, tại vì có 26 tuần cơ bản thôi, cộng với 13 là 39. Họ không có được cộng 13 tuần ở cái mức gốc giống như những tiểu bang khác, nên họ chỉ được có vậy thôi đó quý vị. Thì đó là những cái tiểu bang mà chúng ta có cái tuần thất nghiệp là như vậy. Trời, sao cái này nó lại lên tận trên nóc như này. Cái này là cái thông tin nữa mà nó sản muốn chia sẻ với quý vị này. Cái này thì California của chúng ta không có, nhưng mà Vanessa cũng vẫn chia sẻ để xem nếu như California mà họ làm theo ba cái tiểu bang này thì đúng là sẽ chúc mừng cho rất nhiều quý vị. Tại vì ở cái tiểu bang Massachusetts này là họ thông báo là trong khi họ nâng cái khoản tiền thất nghiệp cơ bản của những cái người mà được dưới 100 đó quý vị. Ví dụ như tiểu bang California rất nhiều người bị dưới 100 và không có được cái tiền 300 của FEMA. Thì đây là cái tiểu bang Massachusetts, họ đưa ra cái ví dụ vào thông báo vào hôm thứ hai á, là họ đã cứu vớt được cho 17.000 cái người nằm ở trong cái khoản nhận cái tiền thất nghiệp dưới 100 quý vị nha. Và họ đã bù, tiểu bang họ đã bù vào cái ông thống đốc Charlie Baker này này quý vị. Ông ấy đã ký cái lệnh bù cái tiền vào cho những cái người có cái minimum weekly của họ dưới 100, thành từ 100 trở lên hết thì họ sẽ đủ điều kiện để nhận cái khoản 300 của FEMA. Và tiểu bang Massachusetts họ được 6 tuần là 1.800 và sẽ được nhận quay trở lại, retroactive quay trở lại nhận tổng cộng hết 6 tuần luôn. Thì rất là xin chúc mừng cho tiểu bang Massachusetts. Và họ cũng nói là tiểu bang Massachusetts đã join, có nghĩa là đã tham gia
cái chương trình này cùng với New Hampshire này và Rhode Island để mà đẩy cái benefit của những cái người mà dưới 100 lên thành maximum 100 để họ đủ điều kiện nhận cái chương trình LWA phi của FEMA 300-400 mà cái lệnh executive order của Tổng thống Donald Trump vào ngày 8 tháng 8 đó quý vị. Thì họ nói là trên đây sẽ là cái ví dụ để mà cho nhiều cái tiểu bang tiếp theo hãy nhìn vào đó để mà theo. Tại vì sao? Tại vì quý vị biết là bây giờ cái gói cứu trợ nó chưa có được giải quyết á, thành ra tiền thất nghiệp của bà con bây giờ rất là khó khăn, nên là cái phần FEMA này mà những người mà income dưới 100 họ đã càng khó khăn rồi, họ lại càng khó khăn hơn thì khi mà họ không được nhận cái khoản 300 của FEMA 1.806 tuần đó, thì bây giờ ba cái tiểu bang này họ cũng mong muốn là họ sẽ làm một cái ví dụ đó để cho những cái tiểu bang tiếp theo hãy nhìn vào cái tiểu bang của họ để mà làm giống như họ để cho không có thiệt thòi. Thì ra Vanessa rất hy vọng tiểu bang California của chúng ta sẽ làm theo cái những cái tiểu bang này để mà cho những cái người được dưới 100 á thì họ sẽ được nâng lên 100 để họ đủ điều kiện nhận cái khoản tiền của FEMA. Thì đây là cái điều mà Vanessa cũng muốn chia sẻ cho quý vị trong cái video này. Và cuối cùng thì là một cái thông tin mà Vanessa muốn thông báo cho quý vị. Thì thực ra hôm qua Vanessa đã chia sẻ ở trong cái video của kênh mới của Vanessa là kênh Cùng Nhau Làm Giàu Get It Together đó quý vị. Thì nếu như mà quý vị ai mà đã xem cái video đấy rồi thì có thể quý vị đã hiểu rõ về cái 375 đồng trên một người, những người đang hưởng tiền thất nghiệp ở cái mức dao động income là dưới 52.000 trên một năm, và ở cái mức tiền lãnh tiền thất nghiệp từ 25 đồng cho đến 500 đồng trên một tuần, và ở cái giai đoạn từ cái ngày mở hồ sơ thất nghiệp từ cái ngày 15 tháng 3 năm 2020 quý vị cho đến 24 tháng 10 của năm nay, thì những người nằm ở trong cái diện đó sẽ được hưởng 375 đồng của tiểu bang Colorado quý vị nha. Thì Vanessa đã rà soát rất nhiều tiểu bang, tại vì quý vị rất nhiều người hỏi Vanessa thì em sẽ rà soát để xem họ có cái công văn không. Tại vì cái ông thống đốc này, ông ký cái lệnh này là lệnh hành pháp đó quý vị, chứ không phải là tiền ở bên trên họ rót xuống, mà là của tiểu bang, thống đốc của tiểu bang họ quyết định, họ ký để họ đưa cái khoản tiền đấy ra. Và hôm qua Vanessa đã chia sẻ rất rõ ở trong cái kênh Get It Together rồi, thì quý vị có thể vào để coi cái nội dung nó như thế nào. Và đến cái tuần đầu tiên của tháng 12 thì mới được nhận cái tiền đấy cơ, chứ bây giờ chúng ta cũng chưa có nhận được ngay. Nhưng mà họ đã ký rồi, họ đã ban hành rồi. Và có cả những cái thông báo nhận mail như thế nào và điền đơn như thế nào để mà update cái hồ sơ để nhận cái khoản tiền đó, thì Vanessa đã chia sẻ rất kỹ trong kênh Get It Together rồi. Thì rất mong quý vị nếu ai chưa coi thì có thể vào lại coi cái video đấy, em sẽ để trong cái phần mô tả của cái video này luôn. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vanessa cũng xin tạm dừng cái video tại đây và sẽ hẹn gặp lại quý vị trong cái live stream một lát nữa. Sẽ có rất nhiều thông tin, tại vì hôm nay nhiều thông tin lắm quý vị. Em không có làm kịp á, tại vì con em nó quậy. Em làm cái video này từ sáng đến giờ nó ngắt quãng phải đến bao nhiêu lần rồi á. Mà nhiều khi nản quá, chả muốn làm á. Cảm ơn quý vị và rất mong quý vị like, share video cũng như đăng ký kênh ủng hộ cho Vanessa. Chúc quý vị thật là may mắn, mạnh khỏe và bình an trong mùa dịch nha. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video clip lần sau. Bye bye!